tháng tốt, ngày tốt tháng lành, mừng hai cháu hạnh phúc. Hôm nay mừng quá, chảy nước mắt. Đây lễ thành hôn đẹp dịu dàng, công tư mọi việc đều hạnh phúc, châu rể hai nhà đặng vẻ vang, gia đình hạnh phúc kính yêu hoàng. Gia đình hạnh phúc kính hoàng bình, kính yêu hoàng. Em đâu quên quang. Hai nhà vọn vẹn đều vẻ vang, châu thế kìa hai nhà, châu thế hai nhà. Tôi rất quên đi. Tôi chúc hai cháu đều hạnh phúc vẻ vang. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, thật ý nghĩa, thật tuyệt vời. Đó là món quà ngày hôm nay, sự hiện diện của bà, đó mới là món quà thật sự tuyệt vời nhất dành cho cô dâu và chú rể, đúng không toàn thể quý vị? Vâng, mặc dù tóc bà đã bạc, lưng bà đã còng, không còn bước đi, không còn nhanh, nhưng bà vẫn trở lên sân khấu để cùng chúc mừng, để cùng dành những lời, những tình